Thì em sẽ cho mọi người xem cái hành trình giảm cân của em nhé. Em là phải người thật việc thật, em lưu bằng chứng hết rồi. Đấy, về không chạy đi đâu mà thoát được. Nếu như anh chị mà biết đến em Nhung lâu rồi, mọi người mà follow Facebook của em lâu rồi thì mọi người biết là em sinh tháng 6 năm ngoái. Đến ngày mai là con gái em tròn 1 tuổi này anh chị này. Đấy thì đến lúc mà con gái em được 6 tháng này mọi người này, là Facebook đang là 29 tháng 12, là lúc này em đang 63 cân nha anh chị. Anh chị cũng biết lúc đấy em, mọi người không biết lúc đấy em bị kiểu dạng như trầm cảm sau sinh luôn. Bởi vì trước khi sinh là em, người em rất đẹp, body rất đẹp luôn, bây giờ nhìn toàn mỡ không. Mà mọi người biết em mua rất nhiều váy thiết kế để ngồi đào tạo dạy học ấy ạ. Toàn là mấy triệu một bộ thôi mọi người. Mà em không mặc được một cái gì nữa luôn. Em nhìn đống quần áo của em mà kiểu như anh chị có cảm giác như là lúc đấy nước mắt mình chỉ có trực trào để chảy xuống thôi ấy. Đấy thì là lúc đấy em béo cực kỳ luôn. Và anh chị có biết không, em thường là em mua quần áo rất đắt tiền. Nhưng mà lúc em béo là em mua quần áo chỉ có 1-200 thôi nhá. Vì em tin chắc rằng sẽ phải có một ngày mình giảm cân, mình không thể xấu mãi như thế này được. Thì lúc này em đang 63 cân này. Em dùng Lacclean Gold thì em dùng 2 liệu trình rồi. Lúc 63 cân thì em không kịp chụp. Em chụp lúc mà em 60 cân này anh chị này. Sau đó cân xuống này. Bắt đầu em chụp hành trình này. Chỉ có vài ngày thôi này là em giảm rất là nhanh luôn. Em cho anh chị xem nhá. 60 rồi 54 rồi 52 rồi 51 này. Và đây là lúc em đo này. Là lúc em giảm lần thứ 2. Là giảm lần thứ 2 là em có đo. Anh Vinh bảo em đo lại đi. Thì lúc đấy là eo của em là 70. Còn bụng là 80 anh chị nhá. Xong rồi này, lúc mà thời điểm em chưa kết thúc liệu trình 2 là em đo là lúc đấy là bụng em chỉ còn 64 thôi. Và gì ạ? Eo là còn 64 và bụng là chỉ còn 73 thôi anh chị ạ. Anh chị ơi, em đã quay trở về được thời con gái của em rồi nhá. Thời con gái mà thậm chí là nhỏ hơn thời con gái luôn. Đây, nhỏ hơn thời con gái luôn, mọi người nhìn cái eo của em này. Mọi người so sánh với cái ảnh đầu tiên em cho mọi người xem. Em thề với anh chị là em không có chỉnh sửa bóp gì đâu nha. Nếu như bóp ấy là tay của em nó sẽ bị nhỏ, bị biến dạng hay gì đấy đúng không ạ? Đây là em không có bóp gì hết luôn. Không bóp một cái gì luôn nha anh chị. Đây là nguyên si luôn. Anh chị so với cái ảnh lúc đầu, anh chị sẽ giật mình luôn, nó như hai người khác nhau. Lúc em đo, mọi người nhìn cái eo của em này, em mặc cái áo dài này mà không thấy eo đâu luôn. Nhìn như sang chị Thúy là có eo nhá, nhưng mà như em là không thấy eo đâu luôn. Là anh chị biết là cái thời điểm đấy em khủng hoảng và em béo một cách kinh khủng như nào đúng không? Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cái hành trình giảm cân của em nhá. Thì em nghiên cứu giảm cân rất là lâu rồi anh chị ạ. Em giảm cân, nghiên cứu rất nhiều phương pháp giảm cân, nhịn ăn gián đoạn này. Thì em có áp dụng nhịn ăn gián đoạn rồi, nhưng mà em gặp một cái vấn đề là em bị dạ dày. Thì khi nhịn ăn gián đoạn anh chị bị đau dạ dày, em bị đau dạ dày và em phải bỏ cuộc. Sau đó thì là em nghiên cứu rất nhiều phương pháp ăn rồi. Em có giảm cân, có một đợt là em cũng giảm được 6 cân rồi. Lúc ấy chưa dùng Lacclean Gold nha. Nhưng mà anh chị có biết không, cái thịt của em xuống đến đâu là em biết đến đấy. Nó bị nhão ra, nó bị mất cơ. Và cái thứ hai là gì? Vòng 1 và vòng 3 của mình nó cũng xuống luôn. Có nghĩa là nó xuống, cái chỗ cần xuống nó không xuống anh chị ạ. Còn cái chỗ không cần xuống thì nó lại xuống. Thế là lúc em nói chuyện với anh Vinh em cũng không tin được đâu. Là tại sao em Nhung giảm cân anh chị ạ? Vòng 1 với vòng 3 em giữ nguyên không xuống một chỉ số nào. Trước khi giảm cân vòng 1 của em bao nhiêu, vòng mông bao nhiêu, bây giờ vòng mông vẫn giữ nguyên 90. Hôm nào em sẽ đo, em đăng lên Facebook cho anh chị xem. Có nghĩa là em chỉ giảm mỡ ở những chỗ có mỡ và bụng là nhiều thôi. Nhưng mà về vòng 1 vòng 3 là giữ nguyên nhé. Cái đấy là em rất mừng. Còn nếu không là nếu như mình giảm mà vòng 1 vòng 3 mà mình giảm xuống là nhiều chị em gái cũng rất là sợ đúng không? Trông mình cũng sẽ rất là buồn cười. Đấy mà như em là vì em đang chăm con nhỏ nên em không có tập thể dục gì hết anh chị ạ. Em không có đi tập yoga hay tập gym hay là một phương pháp tập thể dục gì hết. Chỉ có ăn uống thôi. Và cái cách em ăn là như này anh chị này. Em nghiên cứu về calo in, calo out. Trong một ngày mình ăn bao nhiêu bữa cũng được. Anh chị ăn món gì cũng được. Kể cả anh chị uống trà sữa, anh chị ăn thịt mỡ, anh chị ăn những món mình thích vẫn được. Chỉ cần calo in nhỏ hơn calo out là chắc chắn anh chị sẽ giảm cân. Và khi mà ngày trước em cứ nghĩ là giảm cân là mình phải ăn gạo lứt, rồi thì ăn rau củ, ăn luộc, mình bỏ gia vị, bỏ các thứ, là em cũng từng áp dụng rồi. Nhưng mà mình không kiên trì được. Tại vì mình bị thèm ăn. Em không kiên trì được. Và cái cách của em là em ăn như này này anh chị này. Ví dụ nhá, hôm nay em có một bữa là em đi ăn tối với bạn chẳng hạn, thì em biết là em sẽ ăn được những đồ ăn mà em không kiểm soát được. Ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều thịt các thứ. Thì bữa sáng, bữa trưa hầu như là em sẽ không ăn. Hầu như em không ăn nha. Hoặc là em chỉ ăn rau củ ăn rất nhẹ nhàng thôi. Những cái không có calo như kiểu dưa chuột hay là ớt chuông gì đấy thôi. Còn đến bữa tối là em sẽ ăn thoải mái. Em không cần phải ngồi nhìn mọi người ăn xong rồi buồn bã gì đâu. Và em giảm cân theo cách đấy thì em thấy rất là thoải mái. Tâm lý của mình không bị ảnh hưởng và mình cũng không quá suy nghĩ về cái việc giảm cân. Anh chị chỉ cần kiểm soát được calo in và calo out là chắc chắn anh chị sẽ thành công. Còn nếu như mà anh chị ăn được theo kiểu dạng mình ăn healthy ấy, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thì anh chị sẽ thấy da mình thay đổi, da mình đẹp hơn, mùi cơ thể mình cũng bay mất nhé. Lúc trước khi em giảm cân ấy, là người em hôi lắm anh chị ạ. Lúc em 63 cân em không hiểu sao người em rất hôi. Mà trước đấy em không bao giờ bị hôi lách, mà tự nhiên xong mình béo lên mình bị hôi lách anh chị ạ. Đến khi mình giảm cân rồi thì bây giờ mùi hôi cũng bay mất luôn. Đấy, thì hầu như là em sẽ ăn uống khoa học, ăn uống healthy nhá. Nhưng mà thỉnh thoảng có một bữa đi liên hoan hoặc gia đình ăn lẩu hoặc cái gì đấy thì em sẽ vẫn ăn thoải mái. Nhưng mà một bữa thoải mái rồi thì những bữa trong ngày em sẽ ăn rất là khắt khe. Như vậy là sẽ giảm cân rất là nhanh. Thì đấy là cái cách mà em giảm cân. Em giảm từ 63 cân đến bây giờ em chỉ còn 47 cân rưỡi thôi. Vậy là em đã giảm được gần 15 cân rồi, hơn 15 cân rồi anh chị ạ. Một con số rất kinh khủng luôn. Mà da của em bao giờ cho cặp cho anh chị sờ thử. Da không hề bị chảy xệ gì luôn anh chị ạ. Em quay về như thời mà em chưa sinh luôn. Hay là do em mới sinh lần một thì nó cũng dễ hơn. Thì đấy là cái câu chuyện về việc giảm cân của em.